Hi, xin chào bạn. Hôm nay thì mình đang có trên tay ở đây một sản phẩm rất là mới đến từ nhà Samsung. Đó là Samsung Galaxy S24 Ultra. Một sản phẩm đang được đặt hàng tại Thế Động và sẽ mở bán trong thời gian sắp tới bạn. Một siêu phẩm trong năm nay của Xin thành Samsung công bạn mình nhé. tập hợp chiếc S24 Ultra này ha. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có những cái thông số cơ bản của máy như RAM, ROM, màu sắc của máy, email của máy bạn nha. Bên hông là cái chữ Galaxy S24 Ultra. Màu sắc chủ đạo là màu đen các bạn. Siêu thì ở đây nó sẽ siêu giấy nha. Mình đã xé trước đó rồi các bạn. Giờ đây là cái máy demo mình mượn từ Thế Động các bạn. Rồi. Đây, cái màu mình đang có trên tay là màu Titan xám các bạn. Bên hãng gọi là màu xám ha, xám Titan. Rồi để bên bên nha. Rồi phụ kiện đi kèm theo con S24 Ultra này thì tất nhiên là ở đây nó sẽ có thêm một cái sách hướng dẫn, một cọng cáp C2C và không thể thiếu đó là cái que chọc sim các bạn. Nè, phụ kiện như bấy nhiêu thôi. Wow, sản phẩm chính của chúng ta các bạn. Một màu xám titan cực kỳ đẹp luôn. Và đây là thiết kế cái cụm camera phía sau, 4 cam phía sau ha. Và đây là mặt lưng các bạn. Viền ha. Viền titan, titanium. Cảm giác cầm nắm rất là chặt, đã tay luôn. Con S24 Ultra năm nay sẽ thiết kế cái màn hình phẳng luôn các bạn. Bạn nhìn sẽ thấy phẳng rồi. Không có cong như con S23 Ultra nha. S23 Ultra thì sẽ hơi cong ở phần viền này các bạn. Nhưng con S24 Ultra thì màn hình phẳng luôn. Cực kỳ phẳng ha. Thiết kế vát phẳng không. Và những cái viền màn hình ở đây rất là mỏng các bạn. Cực kỳ mỏng luôn. Dưới này thì cái khay để đi bút ha. Cổng sạc, mic thoại và khay cho sim. Màu sắc quá đẹp luôn. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái màn hình ha. Thì con Samsung Galaxy S24 Ultra này sẽ sở hữu màn hình là 6,8 inch với công nghệ màn hình là Dynamic AMOLED 2X. Độ phân giải trên cái màn hình là 2K cộng các bạn. Quá xuất sắc luôn. Độ sáng màn hình trên con Samsung Galaxy S24 Ultra là 2600 nit. Mặt kính sẽ được tích hợp là kính cường lực Gorilla Armor. Kính cường lực rất là chắc trên cái Samsung Galaxy S24 này các bạn nha. Samsung Galaxy S24 Ultra nó sẽ trang bị camera selfie phía trước với độ phân giải là 12 megapixel các bạn. Đây camera khá nhỏ phía trước ha, với độ phân giải là 12 megapixel. Thì với camera 12 megapixel này nó sẽ có những cái tính năng như làm đẹp nè, chụp bằng cử chỉ, chụp đêm, quay video đêm, nhãn dán vân vân các bạn. Về camera phía sau thì chiếc S24 Ultra năm nay thì sẽ không có thay đổi nhiều về camera các bạn. Camera phía sau với độ phân giải là 200 megapixel nha, cam chính là 200 mê. Đi theo đó là ba camera phụ với độ phân giải lần lượt là 50, 12 và 10 và cái đèn LED có hãng ha. Với camera phía sau này sẽ hỗ trợ các bạn những tính năng quay phim như là quay phim 4K nè, quay phim 8K, quay phim chế độ Full HD. Và ngoài ra những cái tính năng chụp ảnh trên chiếc cam phía sau này của S24 Ultra đó là các bạn có thể chụp trôi nhanh theo thời gian nè, chụp góc siêu rộng, quay phim, quay shot phong, chụp toàn cảnh. Và đặc biệt trên camera này sẽ hỗ trợ các bạn công nghệ chống rung quang học OIS nha, vân vân. Samsung Galaxy S24 Ultra sẽ được trang bị hệ điều hành là Android 14, Android mới nhất giờ các bạn nha. Android 14 với phiên bản là One UI là 6.1. Máy sẽ được trang bị con chip xử lý là Qualcomm 8 Gen 2 4 Galaxy, một con chip có thể nói là mạnh nhất hiện tại luôn các bạn. Một con chip tối ưu rất là tốt trên chiếc Samsung Galaxy S24 Ultra này. RAM trên máy S24 Ultra sẽ được trang bị RAM tới 12GB, bộ nhớ trong thấp nhất là 256GB. Máy sẽ được trang bị các bạn có thể sử dụng là một SIM Nano và một eSIM nha. SIM thì ta sẽ để phía dưới gần cổng sạc.
Máy sẽ được trang bị viên pin là 5000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến là 45W. Nó có tính năng sạc pin nhanh, sạc không dây và nó có thêm sạc ngược không dây các bạn, sạc ngược cho những thiết bị khác nha, sạc không dây luôn. Máy sẽ được trang bị công nghệ mở khóa vân tay dưới màn hình và mở khóa bằng khuôn mặt. Ngoài ra thì chiếc Samsung Galaxy S24 Ultra này sẽ sở hữu những cái tính năng đặc biệt rất là nhiều luôn, như là các bạn có thể sử dụng đa cửa sổ nè, phiên dịch trực tiếp nè, trợ lý Note, quyền năng trợ lý chat thông minh, trợ lý siêu ảnh vân vân. Rất là nhiều tính năng đặc biệt trên chiếc Samsung Galaxy S24 Ultra này. Năm nay thì chiếc S24 Ultra này sẽ đánh mạnh vào công nghệ AI các bạn. Nó rất là hay ở chỗ nè, khi các bạn thực hiện cuộc gọi với những người nước ngoài á, thì nó sẽ phiên dịch trực tiếp vào ngôn ngữ tiếng Việt mình luôn, và nó sẽ phiên dịch được tối đa tầm khoảng lên đến là tầm khoảng 13 thứ tiếng trên thế giới các bạn. Rất là tuyệt vời ha. Ngoài ra thì năm nay các bạn, nó đánh mạnh vào công nghệ AI về cái máy ảnh. Ví dụ như các bạn, khi bạn mở máy ảnh ha, các bạn chụp cái hộp máy này đi, các bạn sẽ giữ đây, rồi các bạn sẽ khoanh tròn cái sản phẩm này, đây rất là nhanh, nó sẽ tìm ra được những sản phẩm tương tự các bạn, xuất sắc ha. Hoặc là khi mà các bạn chụp ảnh á, các bạn có thể chỉnh sửa ảnh tuyệt vời như trên laptop luôn các bạn. Đây, ví dụ như mình chụp đây, rồi mình sẽ vô với cái công nghệ AI để sẽ chỉnh sửa cái ảnh, mình sẽ dời cái ảnh với cảnh đi chỗ khác ha. Mình sẽ dời nó đi lên cái ghế này nha. Cực kỳ xuất sắc luôn. Công nghệ AI năm nay Samsung trang bị rất là tuyệt vời các bạn. Hầu như là những hãng khác không có được trang bị tính năng này như Samsung nha. Nó sẽ chỉnh sửa ảnh này như chiếc laptop luôn mà. Như chiếc laptop khi các bạn sử dụng những công nghệ... Đây là cái hình khi mình kéo nha. Đó, hình trước khi kéo và hình sau kéo. Các bạn do mình chụp gần quá nên nó sẽ xóa cái này, hơi nhìn hơi kỳ xíu. Nhưng mà khi các bạn sử dụng chụp ảnh người hoặc là những vật thể cố định ở hơi xa xíu, nó sẽ chỉnh rất ok nha. Rất là tuyệt luôn á. Rất là hay. Ngoài ra một cái tính năng hay trên cái Samsung đó, và khi các bạn soạn tin nhắn nè. Để mình sẽ demo cho các bạn thử nha. Rồi ví dụ như các bạn nhắn tin tăng lương đi. Tăng lương, để các bạn sẽ chọn vô AI. Rồi nó sẽ chọn vô chỉnh tả và ngữ pháp. À, xin lỗi. Cái này nó chỉnh chính tả ha. Và ngoài ra thì nó sẽ có thêm năng là kiểu viết. Nó sẽ hiển thị cho các bạn một số cái kiểu viết thêm hoa văn vô các bạn. Ví dụ như các bạn chỉ chỉnh tăng lương thôi, thì ở đây nó sẽ thêm những kiểu viết như xin chào, tôi muốn đề xuất tăng lương trân trọng, tăng lương cho em đi anh, tăng lương cho em nào. Nó có gắn thêm vật hashtag luôn bạn. Cực kỳ hay ha. Rất là tuyệt vời. Trên đó là những tính năng rất là hay mà chiếc Samsung Galaxy S24 Ultra này được trang bị với công nghệ AI ha. Và còn nhiều tính năng nữa mình sẽ test cho các bạn sau nha. Rồi thì trên con Samsung Galaxy S24 Ultra này sẽ thiết kế nguyên khối các bạn. Mặt khung này là mặt khung titan nha. Nó sẽ thiết kế bằng titanium y chang như là trên con Samsung, trên iPhone 15 Pro Max các bạn. Titanium. Mặt lưng thì được trang bị là kính cường lực trên mặt lưng này luôn. Thì máy hiện tại các bạn mua thì nó chỉ nặng tầm khoảng là 232g. Và hiện tại con Samsung Galaxy S24 Ultra này được đặt hàng tại Thế Động bạn. Các bạn đặt từ ngày 18 cho đến ngày tầm khoảng là ngày 27 là sẽ hết 27 là sẽ giao hàng các bạn nha. Thì hiện tại các bạn mua với cái giá của con S24 Ultra này thì tầm khoảng là 33.990.000, nhưng mà khi các bạn đặt trước các bạn sẽ được giảm lên đến 3 triệu. Tức là còn tầm khoảng 30.990. Tặng thêm các bạn 1 triệu, tức là giảm thêm 1 triệu khi các bạn thanh toán máy, khi các bạn mua thanh toán qua VNPay, hỗ trợ gốc 0% lãi suất.
và tặng một cái gói bảo hành Samsung Care 1 năm và thêm một cái ốp lưng chính hãng là trị giá khoảng 500.000 bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể tham gia thu cũ đổi mới do những sản phẩm cũ, hỗ trợ trợ đá lên đến là 5 triệu các bạn. Quá trời ngon luôn. Máy cực kỳ đẹp luôn ạ. Ở đây là cái bút pen nha, mình đã rút ra rồi nên các bạn sẽ thấy nhìn hơi trống đẹp xíu. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về chiếc Samsung Galaxy S24 Ultra. Các bạn có thắc mắc gì cứ lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.